mọi người, hôm nay Trang sẽ đập hộp một cái bộ sản phẩm mới của C13 Cosmetics. Đây là bộ sản phẩm dưỡng da Flower Skin. Đây, màu cam rực cháy C13 Cosmetics. Cái hộp rất là xịn nha mọi người, bao xịn luôn. Rồi đây mình có cái nơ nè, cái nơ đen đen nè, màu cam mà đi với màu đen là nó quá đẹp, nó quá hợp rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ chính thức đập hộp cái bộ sản phẩm này nha. Ê, tên 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 tên. Xịn chưa? Sang xịn mịn chưa? Trong này thì nó sẽ có mấy cái cạc của C13 Cosmetics, mỹ phẩm cao cấp từ chị 13 ở đây, mọi người thấy không? Ngoài ra có hình tôi luôn, có hình tôi luôn. Đây mình để tạm hình để xuống nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy ra một chai sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là chai bự nhất nha mọi người. Dung tích là 150g sữa rửa mặt. Đây. Khui siêu, đập hộp khui siêu. Đây. Đây là tiếp rửa mặt. Đây là tiếp rửa mặt của C3 Cosmetics đây nha mọi người, 150g. Đây, bao bì rất đẹp nè, mọi người thấy không? Rất đẹp luôn. Tiếp rửa mặt này á, là nó làm có cái thành phần là đậu nành nhật lên men, rễ cây bông súng. Mà này nó làm cho da của mình là sạch dịu dàng, sạch, dịu nhẹ để mà hấp thu những cái dưỡng chất tốt vào da nha cả nhà. Đây là cái sữa rửa mặt, tiếp sữa rửa mặt 150g. Rất đẹp, quá đẹp, mua đi. Để đây tạm thời. Tiếp theo mình sẽ con nơ. Mình làm như từng bước dưỡng da khi mà trước khi mình đi ngủ nè, và buổi sáng trước khi mình đi làm nha, là mình phải rửa mặt trước cho nó sạch sẽ trước. Đây, mình lại khui siêu tiếp. Đây, toner nha mọi người nha, cũng rất đẹp nha. Cái này á, nó có nhiều cái á, nó không có cái này cho mình. Nhiều khi á, có nhiều chai á, mình phải mở lên, sau đó mình đi du lịch á, mình không thể nào mình đóng xuống lại, nó rất là khó. Ở đây nó có sẵn cái này luôn. Khi nào mà mình muốn đi du lịch thì mình chỉ cần ấy vô lại, mình khóa nó lại là nó sẽ không có nhấn xuống được, là nó vẫn vẹn nguyên cái dung tích cho mình nha. Và cái chai toner này là 100ml. Tiếp theo, toner xong, đố mọi người khi mình sử dụng cái bước toner xong rồi mình sẽ làm tới cái gì tiếp? Trong này mình còn hai sản phẩm. Một là kem dưỡng, hai là serum. Đố mọi người cái nào trước cái nào sau? Chắc chắn là serum. Chính xác, tự hỏi tự trả lời. Cái serum này á, làm cho da mình căng mướt, giữ độ ẩm, trắng, bóng như da Hàn Quốc. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chai serum 50ml. Bây giờ Trang sẽ thử cái serum cho mọi người xem. Rất là nhanh thấm, thẩm thấu vào da. Nó không có bị bết bết, lâu thấm nha. Bây giờ đây. Đây. Đó, mình ấy vô. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình đừng có ham lời nha. Mình ấy mà nó chút xíu cái mặt mình bao nhiêu nhỏ thì mình ấy ít thôi, chứ đừng có mà nhiều quá thì đương nhiên nó không thấm hết. Trên cái mặt mình cũng vỗ nhẹ nhẹ, chứ không phải mặt bàn mà vỗ mạnh nha mọi người. Nhẹ nhẹ thôi đó, thấm hết chưa? Thấm nhanh luôn, khô ráo, rất là khô luôn nha mọi người. Không hề bết rít, không có gì hết, rất khô, khô liền luôn, rất thơm nữa. Và bước cuối cùng, ten, đó chính là bước kem dưỡng ẩm, kem khóa ẩm. Trang mà Trang đi cho Hàn Quốc rất nhiều lần rồi, mỗi lần mà đi qua Hàn Quốc á, nhìn những cái làn da của mấy bạn trẻ ở bên đó, da ai cũng đẹp á, 10 người là hết 9 người rưỡi da đẹp rồi. Mà không phải là diễn viên, không phải celeb nha, bình thường luôn là da nó đẹp, và họ rất là quan trọng cái làn da của mình. Có nhiều người ta cũng bảo hiểm cái làn da của mình luôn á, họ quan trọng lắm. Con trai, con gái gì họ cũng dưỡng da rất là nhiều. Đây mọi người thấy không, cũng kem. Đây mở ra luôn nhập đó. Rất mịn nha mọi người nha. Công dụng của hũ kem này là gì? Dưỡng ẩm sâu, khóa ẩm, ngăn
làm da mình mịn màng. À còn nguyên bộ sản phẩm này chung quy lại là vừa dưỡng ẩm, vừa làm trắng da. Tại vì lúc mà Trang làm bộ sản phẩm này là Trang cũng quan tâm tới làn da mình phải giữ được cái màu và nó phải trắng da nữa nha mọi người. Nguyên bộ sản phẩm mình xài một thời gian thì da mình cũng sẽ lên tông nha. Viên rửa mặt. Đó. Viên rửa mặt này rất là tiện lợi nha mọi người. Mình có thể đem đi du lịch, giống như là mình đi đi chơi đâu đó 1-2 ngày thì không cần phải đem nguyên một tiết rửa mặt. Cái này mình để ở nhà nó sẽ rất là ok. Nhưng mà khi mà mình đi du lịch mình đem nguyên một tiết bự như vậy nó rất là bất tiện đúng không? Thay vì vậy thì mình đem theo từng viên, mỗi viên thì một lần mình rửa mặt đó. Rất là tiện lợi, mình đi mấy ngày đem mấy viên cũng được. Bây giờ Trang sẽ khui siêu cho mọi người xem cái mẫu mã của nó. Một hộp như vậy là có 30 viên nha mọi người. Một hộp nhỏ xíu như vậy là có 30 viên là xài được rất là nhiều đây. Như mưa ha, như mưa. Tạo hiệu ứng thôi, mình đang tạo hiệu ứng cho mọi người thấy như mưa rất là nhiều thôi. Nhưng mà đây nè, hốt lại. Đó, 30 viên. Nhỏ quá có lẽ là mọi người không thấy nhưng mà cho đó, đẹp, đẹp, đó, thấy không? Một viên nó chỉ nhỏ gọn như vậy thôi. Mình đi một ngày mình muốn rửa mặt 2 lần thì mình đem 2 viên. Mình muốn rửa mặt 3-4 lần mình đem mấy viên. Và cái sữa rửa mặt này làm từ bột ngô cho nên rất là lành tính. Nó là organic 100%. Rồi bây giờ mọi người nếu mà muốn trải nghiệm bộ sản phẩm Flower King cũng như là sữa rửa mặt, viên sữa rửa mặt của Siva Cosmetics thì mình có thể order ở đây. Cuối cùng order ở đâu? Cuối cùng